Trại bò Tư Chiến, kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 1 tháng 4 năm 2021. Bò mình về trại gồm có bò bê, pháp kem, những cái lô bên đây bò lở, bò pháp. Đây bò bê, pháp kem. Địa chỉ trại là Hương Lộ 19, gần Quý Ban, xã Nhân Phú Tân, tỉnh Bến Tre. Trại bò mời chú bác anh chị các tỉnh gần xa, dự tính nuôi bò đến trại xem cùng tham khảo. Chủ chốt qua cặp bò bổ béo ở trại bò có xe nhà giao tận nơi cho quý khách. Bò thì có bị trại là tháng tuổi của bò là tầm 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng. Có mấy con 10 tháng mà lỡ, có 6 mà lỡ. Thế này là 7 tháng. Thế đây. Con này phóc kem. Ăn uống mạnh, ăn uống rất là tốt. Phóc kem. Bên đây ba bê. Khách vui lòng gọi đến số Zalo của trại là 0395168767. Trại bò Tư Chiến. Một số để quý khách tư vấn nữa là 0979762. Trại bò mình cung cấp đầy đủ các giống bò cho quý khách tha hồ lựa chọn những con giống mà quý khách yêu thích. Gồm có bò bê, pháp kem. Đây là bò pháp. Bò rất là dài. Trại bò mình đã tuyển chọn rồi những con mẹ lớn nền, sau này bà con nuôi chất lượng thịt đặc rất cao, xương to đòn dài lưng thẳng. Mình bắt mình lựa toàn là cổ rô, mấy bò cổ thắt lại mình nuôi thịt ra rất nhanh, còn mấy bò cổ lãi nuôi thì nó dầm với chậm lên thịt. Còn phía lô bò bên đây thì giao cho anh khách ở An Giang thứ 7 mới vào. Anh chuyển cọc rồi 8 triệu rồi, bỏ tới thứ 7 mới vào. Bốn con bên đây với ba con bên đây với hai con bên phía đây là 5 con. Hai bò này giao khách An Giang nè. Với ba con này. Còn nguyên lâu này mới về, từ đây ra qua đó rồi mới về. Bò bê pháp kem. Địa chỉ trại là Hương Lộ 19, gần Quỹ Ban, xã Nhân Phú Tân, đây tỉnh Bến Tre, áp dụng lớn. Quý khách có thời gian đến trại xem, chốt giá xong chở giao tận nơi. Còn quý khách không có điều kiện thời gian đi thì chốt giá không chở giao cũng được. Không, hoặc mình qua Zalo lại một lần nữa để quý khách xem cụ thể hơn. Quý khách yên tâm, mình đã tuyển chọn rồi những con mẹ lớn nền, sau này nuôi chất lượng thịt đạt rất là cao. Bò lớn nấy, bò mẹ nó lớn nền thì sau này nuôi thịt bò được mới được cao, chất lượng là đạt cao. Mình thấy là biết ngay bò lớn con, xương là to nè. Hai cặp giò đó, ghê không? Hai cặp giò rất là to, móng rất là đẹp. Ghim vai hở nè, sân lưng, bản đùi. Có một con sù F2 nè. Con sù ba bê thối thận luôn, nên đứt và bè đó. Mới về luôn. Khách biết cái lưng chè bè, đầu nó bòm. Cái đầu nó cục lại ha. Hai chân trước rồi. Hai chân sau con bò này không thua gì bò cơ bắp à. Con bò này nó ngang tầm với con bò cơ bắp. Đít dây nó chẹp hè đây con này. Đây. Lông nó hơi xù xù vậy nè, nó là cái giống nó vậy đó, cái loại nó vậy. Cái lông nó lù xù vậy đó. Mình nuôi vài tháng nó rụng hết. Cái lưng cái nắp nó chè bè đây. Hình rất là độc. Hai chân sau rất là to, móng chỏm đứng thẳng ràng. Con này cũng mới về luôn. Trại bò trực thuộc, lúc nào có xe lên trại để giao cho khách. Hai con ba con giao luôn.
Tại bò xin cảm ơn quý khách suốt thời gian qua đến cái trại ủng hộ chăn nuôi. Cuối video mình cũng cảm ơn quý khách theo dõi trên YouTube trại bò Tư Chiến.